Vâng, chào bác, chào anh em. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay em có một mẫu lưng tiếng cực kỳ quen thuộc các bác anh em. Rất nhiều anh em hỏi về mẫu lưng tiếng Tamashii Pro FX21 Plus này. Một khoảng thời gian khá dài mà bên em đang hết hàng mẫu này. Thì hôm nay về tiếp tục cho bác anh em. Mẫu lưng tiếng với hình thức rất là đẹp đúng không ạ? Mặt phay nhôm, nút có đèn sáng, màn hình đây, màn hình có khi mà không có tín hiệu các bác nhé. Đây không có tín hiệu thì nó sẽ hiển thị logo Tamashii Pro luôn cho bác anh em. Khi có tín hiệu vào thì nó sẽ có đèn mưa ở đây. Đèn mưa nháy hiển thị cường độ nhạc của các kênh và cả kênh súp luôn. Hiển thị đầy đủ cho anh em luôn. Và có cả thêm hai cột đèn nháy, đèn nép đây. Ở hai bên thì hiện mức độ âm lượng đầu vào cho bác anh em để xem luôn. Và em này có đầy đủ kết nối cổng quang Bluetooth, USB cho bác anh em nhé. Và có cả cắt súp luôn. Đây, cắt súp này. Có cả đồng phá súp đây các bác. Đấy. Anh em nhìn với hình thức cực kỳ đẹp và là hàng chính hãng của Tamashii này, được anh em lựa chọn rất nhiều thôi. Và bây giờ cũng không để anh em chờ đợi đâu, em sẽ test thử một đoạn nhạc cho bác anh em nghe thử nhá. Nó kết nối Bluetooth trực tiếp với em Tamashii Pro đây. Đây tiếng nhạc thô các bác này, tiếng nhạc trực tiếp nhá, không qua lăng kiềng. Em bắt đầu mở lớp tiếng này. Đó các bác nhá, em vừa test thử một đoạn nhạc cho bác em nghe và cảm nhận từ khi mà có lưng tiếng và không có lưng tiếng nó khác nhau nhào các bác nhá. Và em cũng hướng dẫn cho anh em luôn về các nút chức năng. Rất nhiều anh em về bảo tại sao ở những cái con lưng tiếng này của chú bị hỏng ấy, tại sao mà anh tăng bát lên không được hay tăng chép lên đều không được. Và hai cái nút ở giữa này anh chả thấy có tác dụng gì cả. Cái này thì không phải các bác đang hiểu nhầm về cái chức năng của nó. Đầu tiên thì với em những em lưng tiếng này thì hai bên nó chỉnh riêng biệt nhá. Hai kênh chỉnh riêng biệt luôn. Đấy, các bác nhớ giúp em. Và cái thứ hai nữa là cái về cái hiệu chỉnh của nó là nó hiệu chỉnh tiếng bass, tiếng chép. Và ở dưới này là cái nút tuner hay là voiceover. Đấy, là những cái này để hiệu chỉnh với nó chọn những dải tần. Chọn dải tần các bác nếu anh em mà các bác muốn nghe chỉ một loại thôi chẳng hạn. Hoặc là các bác biết về những cái thể loại nhạc mình nghe nó chạy tốt ở dải tần nào. Đấy, các bác có thể lựa chọn hoặc cái dòng loa. Còn cái Pro này thì các bác chọn thể loại nhạc classic, cái bop này các bác tùy chọn cái thể loại nhạc các bác hay nghe. Đấy. Chứ không phải là cái này hai nút này vẫn không có tác dụng gì các bác nhé, các bác để ý giúp em. Và hai cái nút điều chỉnh bass chép đây, hiệu chỉnh bass chép thì chuẩn hơn. Đấy. Nó hiệu chỉnh tiếng bass, tiếng chép chứ không phải là tăng giảm bass chép các bác nhé. Đấy. Và quay về mặt cả phía sau nữa cho bác anh em xem luôn, để cho bác anh em mình lý do tại sao mà anh em nhiều anh em sử dụng thì các bạn bảo là tại sao nó lại bị tiếng mỗi bên nó khác nhau. Đấy. Hai bên chỉnh riêng biệt thì các bác cắm ở đây này, nhiều khi anh em cắm thì các bác đang quen với những dòng lưng tiếng cũ thì cổng hai cổng vào hai cổng ra thì nó cùng màu đúng không ạ, các bác cắm ở cổng trắng này. Đấy. Thì nó sẽ bị mất một vế. Đấy. Các bác nhớ giúp em nhé, hoặc là các bác có thể là cắm ở đây, các bác cắm vào cổng ao này, cắm vào cổng ao này nó vẫn ra tiếng nhé. Nhưng các bác có tắt cả em lưng tiếng đi hay các bác hiệu chỉnh đi bất kỳ cái gì trên này nữa thì nó cũng đều không tác dụng. Các bác nhớ cắm đúng giúp em, đó là các cổng input này, đấy là cổng đầu vào, cả cổng cá lông luôn nhá. Còn cổng output này cổng đầu ra, các bác nhớ giúp em nhá, OUT đây là cổng đầu ra, các bác nhớ giúp em nhá, nhớ cắm đúng đầu cổng đầu vào đầu ra giúp em. Còn nhiều anh em còn cắm nhầm sang cả cổng NR với sub out nữa cơ. Đây cổng ra sub các bác nhá, cổng xuất tín hiệu ra sub, các bác cắm vào đây nó vẫn có tín hiệu ra đấy. Vẫn có tín hiệu ra nhưng mà nó không hiệu chỉnh được gì đâu. Đấy. Quay cho anh em xem. Và tất nhiên hàng chính hãng thì không thể nào thiếu những cái tem cái thương hiệu hay là tem chống hàng giả đúng không ạ, đầy đủ luôn. Tamashii là mẫu hàng chính hãng được bảo hành đến 24 tháng các bác nhé, bảo hành 24 tháng. Và một cái nữa đây, em chỉ lại cho bác nghe, các bác nhớ chọn cổng đầu vào, nhiều anh em về bảo cắm đúng dây rồi mà vẫn không thấy có cổng đầu vào, không có tiếng. Đây các bác nhớ này, chọn cổng đầu vào đấy các bác này.
Đấy, Bluetooth này, USB, đây là cổng AUX, là cổng AV mà em vừa chỉ cho bác em. Đây, cổng quang này, optical đây Quang nhé, Quang nhớ giúp em. Và với em lưng tiếng Tamashi Pro này thì giá bên em đã giá cực kỳ tốt rồi các bác ạ. Giá khuyến mại cực sâu cho bác anh em luôn. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em để đặt hàng nhé. Hoặc bác có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage bên em luôn. Em tư vấn cụ thể cho bác anh em. Và anh em xem video thì nhớ cho em nút like và đăng ký kênh.